Dương Trị ca ca. Nè, cô đã nhìn kỹ sao băng chưa? Nhanh như vậy đã ướt xong nửa của cô rồi sao? Sao Huynh lại ở đây? Muội phải đi thị tẩm rồi. Thời gian được nói chuyện với Huynh không có nhiều. Nàng yên tâm đi, Trẫm đã ở trước mặt mọi người tuyên bố nàng là ngưng phi của Trẫm rồi. Bây giờ ít nhất đại lý tự không có quyền điều tra nàng. Đứng lên hết đi. Tạ ơn tần nương nương. Các vị, chiến đấu vì nước giàu sinh ra tử. Đại chiến sắp tới, hãy để ta thay mặt triều đình làm việc gì đó cho mọi người, bày tỏ tấm lòng. Ta chuẩn bị chút đồ cho mọi người, mong có thể bảo vệ bình an cho mọi người. Nào, bổn cung là hoàng quý phi, quản lý lục cung tại sao không dám? Hoàng thượng lễ trọng Mông Cổ, cô dám đụng tới tôi? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Thay bổn cung, thay bổn cung đánh người đàn bà không biết trời cao đất dày này cho ta.